Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 20 đến câu 25. Người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói: ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Quý vị và các bạn thân mến, ngày tận thế không nhiều thì ít là một đề tài hình như luôn hấp dẫn những ai có lòng tin. Nó gây tò mò nơi một số lớn người trong nhân loại. Hiện tượng các giáo phái nổi lên đây đó, nhất là nhiều giáo phái chủ trương ngày tận thế đã gần kề, đã lôi kéo nhiều người theo nó. Chẳng hạn, vụ phun hơi ngạt do giáo phái Chân Lý Đối Tượng chủ trương tại Nhật hồi tháng 3 năm 1995 đã nói lên rằng ngày tận thế đã gần kề, cần phải chết trước ngày tận thế để tránh những tai nạn thảm khốc trong ngày tận thế, là một bằng chứng. Dù sao, đối với người có đức tin chân chính, người biết phó thác từng giây phút đời mình cho Chúa, niềm tin vào ngày tận thế là một niềm tin cần thiết và có lợi để họ sống vì Chúa, vì anh chị em và mưu cầu lợi ích phần rỗi cho chính mình cũng như cho đồng loại. Bài tin mừng hôm nay, Chúa mặc khải về ngày tận thế. Dù vậy, chúng ta cũng khó hiểu hết, khó thấu đáo toàn bộ nội dung của mặc khải. Nhưng Chúa đã làm rõ, sự bất ngờ, sự mất bình an, mất trật tự của thế giới trong ngày tận thế. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ chân trời này đến chân trời kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy bình an của Chúa trong ngày Người đến. Nhưng để đạt bình an của Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu thì ngay từ hôm nay chúng ta phải biết chuẩn bị bằng sự tỉnh thức như Chúa Giêsu đã từng cảnh báo. Tỉnh thức là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại bằng tất cả sự rèn rũa chính mình trong đời Kitô hữu để ngày càng thánh thiện hơn nên giống Chúa Kitô hơn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn bình an để chúng con biết kiên tâm thức tỉnh chờ đợi, thờ phượng Chúa và tiến về cùng Chúa trên quê trời trong bình an.